Xin chào và chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Weird Cartoon. Ice Bear là chú gấu nhỏ tuổi nhất và là em út trong gia đình nhà gấu. Thế nhưng chúng ta luôn thấy cậu là một chú gấu điềm tĩnh, hiểu biết và có phần trưởng thành hơn cả trong cả ba anh em. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Way to Weird khám phá về nguồn gốc của Ice Bear, idol giới trẻ của tuổi thơ chúng ta nhé. Let's go! Tập phim đầu tiên hé lộ nguồn gốc của Ice Bear là tập 17 mùa 2, Yuri and the Bear. Qua tập phim này ta biết được rằng Ice Bear đến từ vùng đông bắc Siberia của Nga. Một điều thú vị là có lẽ chi tiết này đã được tác giả lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật, khi trước đó đã từng có một chú gấu Bắc Cực đi lạc và đang tìm thức ăn trong thành phố ở Siberia. Trong tập phim này, sau khi thất bại trong việc bắt chim cho bữa ăn, Ice Bear đã lặn lội trong đống tuyết để rồi vô tình bắt gặp một căn chòi nhỏ. Căn chòi này của một ông lão tên là Yuri, một ông lão đơn độc người Nga với râu trắng cùng một thân hình đồ sộ. Sau màn bắt gặp đó, Yuri đã bị thương và được Ice Bear đưa băng để cố định vết thương đó. Có lẽ do muốn trả ơn chú gấu nhỏ nên để bảo vệ Ice Bear khỏi những tay thợ săn gấu, Yuri đồng ý để cho Ice Bear sống cùng với ông trong căn chòi này. Từ khi về với Yuri, chú gấu nhỏ đã được ông dạy cho đủ thứ. Yuri dạy Ice Bear cách cầm rìu, chẻ củi, làm việc nhà, những kỹ năng về ngôn ngữ, toán học, khả năng đan len, sửa chữa chế tạo đồ công nghệ cho đến nấu ăn. Một tài năng mà sau này ta được thấy rất nhiều trong xuyên suốt series We Bear Bears, tất cả đều được dạy bởi Yuri. Trong một lần dọn dẹp, Ice Bear tò mò và đã mở chiếc gương mà bình thường Yuri cấm cậu động vào và thấy bức ảnh gia đình của Yuri. Và để làm cho Yuri vui, cậu đã tự tay làm con ngựa gỗ mà cậu thấy trên bức ảnh để tặng cho ông. Không may, điều này đã khiến ông nổi điên khi có lẽ nó đã động đến nỗi đau trong quá khứ và ông đã lập tức đuổi cậu đi. Khi Ice Bear rời đi, không may cậu bị vướng vào một cái bẫy của lũ săn gấu. Nghe tiếng chó sủa, Yuri biết Ice Bear gặp nguy hiểm nên đã ra chặt đứt cái bẫy và đưa cậu chạy trốn khỏi lũ thợ săn. Thế nhưng, chiếc xe lại giở trứng khiến cho Yuri phải bế Ice Bear lên mà chạy. Đến bờ biển, nếu giữ Ice Bear ở lại thì chắc chắn cậu sẽ bị bọn săn gấu bắt mất, nên Yuri đã đành phải để Ice Bear trôi đi trên một tảng băng cùng với chiếc rìu của mình, từ đó thoát khỏi sự truy đuổi của đám thợ săn. Và né lại nước mắt, Ice Bear một mình tiếp tục cuộc hành trình. Cậu theo tảng băng và trôi lạc đến một khu rừng ở đất Mỹ. Tại đây, khi đang ăn trộm trứng chim, Ice Bear nghe tiếng kêu cứu của Panda và Grizzly dưới đường ray. Panda đang bị mắc kẹt, còn Grizzly thì đang cố gắng cứu Panda khi đoàn tàu đang đến rất gần. Ice Bear lập tức nhả quả trứng, cưỡi lên một con đại bàng và nhảy xuống đường ray để cứu hai chú gấu khỏi nguy hiểm. Đây chính là lần đầu tiên mà ba anh em nhà gấu gặp nhau. Khi ba chú gấu chạy khỏi đoàn xe lửa, Panda vì thể lực yếu hơn nên bị tụt lại phía sau. Thế vậy, Ice Bear đã kéo Panda lên lưng mình. Sau cùng, Weasley ngồi lên trên, cùng tạo nên dáng đi xếp chồng huyền thoại của ba chú gấu. Ice Bear không may lọt xuống dưới đường ray và ngã xuống. Chris đã đỡ và giữ tất cả bên mép của đường ray. Khi tất cả đã an toàn, Chris hét lên rằng cả ba là một đội tuyệt vời và đề xuất rằng từ giờ hãy gắn bó với nhau. Từ đó họ trở thành anh em và luôn ở bên cạnh nhau như những gì mà chúng ta vẫn được thấy trong series We Bear Bears. Ice Bear thực sự là một chú gấu rất thông minh. Cậu học toàn bộ những kỹ năng mà Yuri đã dạy trong một thời gian rất ngắn, thậm chí còn dạy toán ngược lại cho Yuri. Ban đầu, ta có thể thấy khá lạ và bị thu hút vì phong cách lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp của Ice Bear. Hóa ra đó là phong cách của Yuri, con người đầu tiên mà cậu tiếp xúc và cũng là người thầy, người cha, người ân nhân suốt cả cuộc đời của cậu. Do sống với Yuri từ nhỏ, cộng thêm việc được ông chỉ dạy một cách tận tình và cũng vô cùng nghiêm khắc, nên vô cùng dễ hiểu khi cậu bạn gấu Bắc Cực lại chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Yuri, từ phong thái cho đến tính cách. Và vì là một chú gấu Bắc Cực, trong tập 3 mùa 2, Bear Cleans, ta được biết rằng thực đơn ưa thích của Ice Bear khi được kiến nghị là một chú hài cẩu. Tuy nhiên, có lẽ món ưa thích hơn của Ice Bear là chim khi ở đầu tập Yuri and the Bear, Ice Bear đang cố gắng bắt một chú chim. Hay ở lần đầu gặp người anh Yuri và Panda, cậu cũng đang ăn trộm trứng chim. Chính vì vậy, thay vì ăn trong tập phim này thì cậu đã rất nâng niu chăm sóc chú hài cẩu. Có thể ngay trong lúc này, chú hài cẩu đã gợi nhắc cho Ice Bear đến chính bản thân cậu lúc nhỏ, khi mà cậu cũng là một chú gấu bé bỏng trong vòng tay của Yuri. Hiền lành và dễ thương là thế, nhưng cũng đã có lúc chúng ta được thấy một con người hoàn toàn đối lập của Ice Bear, một con người vô cùng đáng sợ, và có lẽ chính là phần nguyên thủy bên trong một con gấu Bắc Cực. Trong tập 8 mùa 1, Primal, khi cậu và Panda bị trói đến mất đi nhận thức, hình ảnh con gấu Bắc Cực nguyên thủy của Ice Bear đã bộc phát. Trông Ice Bear lúc này vô cùng hung dữ và đáng sợ, với đôi mắt trắng dã, mất hết ý thức, bộ lông thì xù xì, dựng đứng cả lên, bộ móng vuốt sắc nhọn bắt đầu lộ ra, cùng với hàm răng như một con mãnh thú trực chờ nhai đầu bất kỳ con mồi nào. Điều này đã nhắc nhở chúng ta rằng dù thông minh và dễ thương đến thế nào, nhưng nếu để Ice Bear hay bất kỳ ai trong ba anh em nhà gấu mất bình tĩnh và trở về hình dạng nguyên thủy của mình, thì điều này sẽ không dễ chịu chút nào đâu.
Từ bé đã sống một mình trong sự truy đuổi của đám thợ săn gấu, cộng với việc bị lạc mất Yuri, người cậu coi không khác gì cha đẻ, không khác gì gia đình của mình. Chính vì vậy nên khi tìm được mái ấm mới nơi ba anh em nhà gấu, dù lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, nhưng Ice Bear luôn thể hiện tình yêu thương vô bờ với hai người anh của mình. Ta có thể thấy rõ điều này trong việc Ice Bear luôn là người đảm đương công việc nhà, nấu ăn cho các người anh như một người bảo mẫu thực thụ. Trong tập 7 của mùa 2, Losing Ice, khi Ice Bear đã nấu ăn xong hết, nhưng mà gọi mãi hai anh vẫn không chịu xuống ăn, Ice Bear đã rất tức giận và đổ toàn bộ đồ ăn vào thùng rác, sau đó thì bỏ đi. Ice Bear với tài năng nấu nướng của mình đã đến làm việc tại một nhà hàng. Hai người anh không còn Ice Bear bên cạnh chăm sóc, đã tuyển một người để thay thế nhưng mà không thể. Cuối cùng, cả hai đã đến và xin lỗi Ice Bear, và với tình thương dành cho hai người anh, cậu cũng đã tha thứ và lại nấu ăn cho họ. Quá khứ của Ice Bear còn được nhắc lại một lần nữa trong tập 23 mùa 3, Ice Night 2. Sau khi giải cứu Yara, cô ấy đã để quên chiếc dây chuyền mà cha cô đã tặng ngày trước. Khi Ice Bear mở ra và nhìn thấy bức ảnh, cậu đã lập tức nhận ra Yuri. Điều này chứng tỏ cô gái mà cậu luôn muốn bảo vệ, Yara, chính là cô con gái thất lạc của vị ân nhân cả đời. Ngoài ra, điều này còn xác nhận cho việc Ice Bear là chú gấu duy nhất trong ba anh em, nhớ rõ được khoảng thời gian trước khi ba người gặp nhau. Mối quan hệ của Ice Bear và Yara có thể nói là một mối quan hệ tương đối phức tạp. Cả hai đã rất ăn ý và hợp nhau trong các phi vụ hành động, song do một lần bất hòa đã khiến cả hai chia tay. Tuy nhiên, mặc dù phải rời xa nhau, Yara vẫn giữ tình cảm của mình dành cho Ice Bear. Đặc biệt, khi Yara là con gái của Yuri, ân nhân của Ice Bear, thì mối quan hệ của họ đã phức tạp, nay càng phức tạp hơn nữa. Có lẽ Ice Bear sẽ vẫn cố gắng tiếp tục theo dõi Yara để bảo vệ cho cô. Vừa là tình yêu của đời cậu, cũng vừa là sự báo đáp cho những ân tình mà Yuri đã dành cho cậu trong quá khứ. Trên đây là những điều mà chúng tôi đã tổng hợp được về nguồn gốc và quá khứ của idol giới trẻ Ice Bear. Các cậu thấy sao về video này? Hãy để lại bình luận của mình ở dưới phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Way to Wear out.